Con... Mẹ coi đi, con lòng tới mỏi hai tay luôn rồi nè. Sao mẹ có thể đối xử với con gái của mẹ như vậy chứ? Đúng là người không có lương tâm mà. Ồn quá đi, nếu không muốn thì đừng có làm nữa. Mẹ có bắt con phải tới đây đâu. Mẹ, nếu mẹ cứ ngồi không thì sẽ nhớ ba nhiều hơn. Mẹ chịu vận động một chút thì sẽ ít nghĩ về ba. Hơi con phiền phức quá đi à. Sao mẹ phải nhớ ba của con? Hả? Con cũng giống hệt ông ta thôi, chỉ toàn nghe người ta nói suông không à. Nghe nói êm tai là tin ngay. Con bị lừa mấy lần rồi. Mẹ muốn con phải kiện họ hả? Đáng ra mẹ phải an ủi con nhiều hơn mới đúng. Mắc mớ gì mẹ phải an ủi con. Vì con làm ở một công ty như vậy cho nên họ cười vô mặt con đó. Còn gì nữa? Hả? Con có tiếp tục làm hay không? Hả? Gia đình mình đâu phải loại giàu có gì. Chuyện này là tại ai vậy hả mẹ? Đâu phải gia đình của mình đâu để con đi lên đâu. Với lại ngoại hình của con nhìn giống hệt ba với mẹ con, phải làm sao đây? Vậy bây giờ ý con là lỗi của mẹ chứ gì? Hả? Con nghĩ thử đi, mẹ vì ai mà phải vất vả làm việc như vậy chứ? Vì con nó mới vất vả sao? Ôi trời ơi, mẹ không cần quan tâm tới nữa. Buôn bán để làm gì đây? Làm bao nhiêu tiền tan mất bấy nhiêu. Ôi trời, món nợ này làm sao mà trả được. Ôi trời, cái ông chồng mắc dịch này. Ông bỏ tôi lại một mình, rồi bây giờ thanh thản nhìn tôi như vậy đó hả? Ôi trời. Sinh hoạt phí đã chật vật lắm rồi, bây giờ còn phải cắt giảm mọi thứ nữa thì sao đây? Ôi trời ơi, làm sao mà thiếu tiền người ta nhiều dữ vậy? Hứ? Quý khách có gọi thêm gì không? Ừ. Được rồi, cảm ơn cô. Xin chào quý khách. Cho tôi phần cơm dạ. Đi. Dạ. Sao mẹ vẫn chưa tới quán vậy ta? Buổi trưa quán đông khách mà mẹ cũng không chịu tới đây phụ mình nữa. Tính tiền giùm tôi đi. Thưa cô, để ông ơn quý khách. Đoàn có hợp khẩu vị quý khách không? Được rồi. Ăn cô. Hẹn gặp lại quý khách. Cái lưng của tôi. Mày nhất định không chịu tới thiệt đó hả? Chị ơi, gì vậy? Là món nợ đó hả? Đưa em coi. Để coi. Ủa? 500 triệu? Sao chị biết chuyện này vậy? Ông ta để lại tờ giấy này. Giống như là quăng một trái bom lại vậy. Chị không biết ổng mượn số tiền này ở đâu, thậm chí còn chưa từng thấy nữa chứ. Sự thật rành rành, anh rể đã lấy tiền kinh doanh bị thất bại mấy lần rồi. Tất cả là do anh rể kinh doanh thôi. Ổng nói với chị chắc chắn sẽ thành công. Ổng đâm sau lưng chị còn cái gì nữa. Ê, nếu biết trước chuyện trở nên như vậy, thì lúc đó em nên để dành một ít tiền được rồi. Ê, trời, em có tỉnh táo hay không vậy? Sao toàn nói mấy chuyện không đâu vậy hả? Thì em chỉ nói vậy thôi, sao chị đánh em vậy? Ê, trời, sao ông ta làm cho vợ ông ta khổ vậy nè. Cũng không làm được gì cho hai đứa con gái. Món nợ này ông ta không nói một tiếng nào cho chị biết hết, dù chỉ một lời. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ui. Hả? Cậu cũng ở đây nữa sao? Sao hai người cứ ngồi không vậy? Hai người có biết là buổi trưa khách rất đông mà có một mình con hay không vậy? Con vừa chào khách, vừa gọi món, vừa nấu ăn, vừa phục vụ, thậm chí còn không có thời gian để tính tiền cho khách nữa. Con nói là con phụ mẹ coi quán, chứ đâu phải là để trở thành người làm của quán đâu. Nè, vấn đề không nằm ở chỗ quán ăn hả? Mẹ con đang rơi vô tình cảnh rất bi đát, coi nè. Gì vậy cậu? Gì vậy? Con biết thì con tính làm cái gì đây? Con chỉ mới coi có một ngày mà đã than vãn rồi. Nếu như con còn như vậy thì mau dọn ra ngoài sống đi. Trời, mẹ không biết nuôi con làm gì khi con không giúp được cái gì hết. Nè, bây giờ mẹ không cần con nữa, con mau đi đi. Con làm cái gì mà cũng không hài lòng với con. Vậy mà sư con ra làm gì vậy? Sư con ra để trút giận lên con hả? Mà sư con ra rồi bắt con sống theo ý của mẹ hả? Đi đi, cút đi. Ô nè. Con đi đi. Cho dù mẹ không đuổi thì con cũng sẽ đi. Nè nè nè, ô bụng. Sao chị lại đối xử với con bé như vậy? Chị không thấy nó đáng thương sao? Bây giờ ai mới đáng thương đây? Hả? Em không nhìn thấy tình cảnh của chị hả? Vậy thôi, em đi luôn đi. Đi ra ngoài đi. Cái chị này thiệt tình là. Chị à, chị làm gì mà lo lắng về món nợ hả? Nghĩ đơn giản chút đi. Món nợ cũng như là để lại cho người thừa kế. Chị từ chối là coi như xong. Nếu như chị nói không chịu thừa kế thì ai làm gì chị?
Trời đất ơi, cô làm quá mọi chuyện rồi đó. Mặc dù không phải là chuyện của cô, nhưng thấy cháu gái của mình bị như vậy mà cũng không hỏi thăm lấy một lần nữa. Chúng ta phải ở cái nhà này cho tới chừng nào nữa đi? Con bây giờ không còn chỗ nào sao? Như là nhà của bạn con chẳng hạn. Cái phòng nhà nghỉ nhỏ như vậy không tiện cho hai người ở đâu. Ba nghĩ sao mà nói vậy hả ba? Con làm sao mà dám nói với bạn của con là nhà của mình bán rồi, giờ không có nhà để ở? Lại đó. Ba ơi, bây giờ phải làm sao đây? Thật ra con có giấu một cái túi xách ở đây. Túi xách đó không có bị gắn thẻ. Ba có giấu được cái máy quay phim nào không vậy ba? Mấy cây đó thật ra đều được gắn thẻ hết rồi. Nếu ba không có năng lực cũng phải biết nhìn xa trông rộng. Vậy ba đi quan tâm chuyện gì vậy hả? Thiệt là... trời đất ơi! Ba ơi ba! Chuyện này là sao vậy? Túi xách của con! Cái túi xách! Ôi trời đất ơi! Thật ra thì căn nhà này đã bán rồi. Chúng ta quay về cũng không được gì. Vậy mà con bé Chia nó cứ khóc lóc. Sao giờ ba mới nói con nghe chứ? Nói với con thì được cái gì chứ? Nói ra cũng đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Ba cũng mừng khi mẹ của con không phải thấy cảnh này. Cái gì chứ? Sao mà ba có thể nói ra những lời như vậy được hả ba? Thì ý của ba không phải vậy. Đồ đâu mất hết rồi. Trong nhà không còn cái gì hết. Họ đem đi đâu hết rồi? Chuyện này làm sao đây? Con ghét sống cảnh này lắm rồi. Bây giờ làm sao đây anh ơi? Cái túi xách của em. Chuyện gì đấy? Chán quá đi à. Nè, Maru à, lâu quá không gặp cậu. Cậu từ Mỹ về hồi nào vậy hả? Em về mấy ngày trước. Không phải đang học sao? Em có chút chuyện riêng cho nên quay về. Gặp lại tôi mừng quá. Giờ tôi xong việc rồi uống. Để bữa nào rồi uống nghe. Em có chuyện muốn nhờ anh. Nếu cần giúp gì thì cứ nói thẳng ra. Lúc trước cậu đã giúp đỡ tôi rất là nhiều lần rồi. Giờ tôi cũng nên đền đáp lại chứ. Em có thể làm việc ở chỗ này được không? Hả? Cậu nói việc gì? Hình như cậu vẫn chưa tốt nghiệp mà. Thật ra thì mẹ của em đã mất rồi. Nè. Chắc là cậu đang buồn lắm ha. Tôi xin lỗi chị đã không tới dự. Cho nên em mới nhờ anh giúp. Em có thể làm việc ở chỗ của anh có được không? Khi học ở trường em cũng là thực tập sinh của công ty tài chính mà. Với lại em cũng có kinh nghiệm làm tình nguyện viên nữa. Nè Kamaru, cậu quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi làm sao mà thích nghi được. Đó, cậu coi nè. Những thực tập sinh, tất cả họ đều không có đạt. Cậu có biết trong số đó có bao nhiêu người đã có bằng thạc sĩ rồi không? Nếu cậu cứ đi khắp nơi nói cậu có này có kia, thì họ sẽ cười vào mặt của cậu đó. Tôi xin lỗi vì đã không chia buồn. Bây giờ tôi bận việc rồi. Trời ơi, tay chân dài của tôi. Ôi trời, cơ thể của tôi. Sao chị phải sống khổ sở vậy chứ? Trong lúc mẹ chưa về thì chị đừng làm gì hết là được rồi mà. Chị làm thì cũng làm một mình rồi sau đó bị chửi cũng chỉ biết nghe một mình thôi. Vì chị là trưởng nữ trong nhà nên mới cực như vậy đó, biết chưa? Nếu biết chị làm vất vả thì em phải học hành chăm chỉ hơn đi. Sao chị lại lôi chuyện học hành của em ra? Nè, dán cao giùm chị đi. Cái này là cái gì? Không được đụng vô đâu đó. Ý, chị có bạn trai rồi hả? Với tính cách như chị thì làm gì mà có bạn trai. Đi lấy cho chị một ly nước đi. Chị tự đi mà lấy đi chứ. À,
Được rồi, em sẽ lấy cho. Mình giữ thứ mắc tiền như vậy mà sao anh ta không gọi xin chuột vậy ta? Alo, tôi nghe. Là tôi đây. Tôi giữ chiếc nhẫn cũng lâu rồi. Sao anh không đem tiền tới chuột vậy hả? Tôi biết rồi. Chút nữa tôi gọi lại cho cô nghe. Chút nữa là chừng nào? Lại cúp máy nữa rồi hả? Cái tên này đúng là có vấn đề đấy mà. Thật là đáng ghét. Người như vậy bị bạn gái đá là phải rồi. Lạnh quá. Cô gọi nè. Cô có biết là con đã gọi điện cho cô mấy lần rồi hay không vậy? Gia đình con xảy ra chuyện, cô cũng không quan tâm sao? Cho cô xin lỗi. Bây giờ cô đang sống rất là khổ sở ở đây. Sao cuộc sống lại vất vả như vậy? Chị à, lát nữa cô sẽ gọi lại cho con nha. Mấy ngày trước chồng mình ngoại tình, anh hai vợ chồng đã ly dị rồi. Giờ sao mình dám nói với họ là mình bị tên khốn nó lấy hết tiền đây? Sao mà khổ quá vậy trời ơi trời. Cô đang bị cái gì vậy? Không biết cô đang than thở với ai chuyện gì nữa. Sao vậy? Cô của con bị cái gì hả? Con không biết nữa. Hình như xỉn rồi. Không biết chừng nào anh mới về. Thiệt tình, chúng ta không được ở đây hả ba? Lò sưởi không hoạt động sao? Chắc là họ cắt hết điện rồi con à. Con đói bụng quá. Ba ơi, có ai tới đây đó? Ba ơi, Chị à, không sao đâu, không sao. Sao đây, ba ơi, ở đây ba rồi ơi. Không sao. Chị à, ba. Trời ơi anh ơi, sao anh về mà không gọi điện trước cho em vậy chứ? Con thiệt là làm cho ba giật mình. Chúng ta ăn thôi. Hồi nãy ra ngoài con thấy ngon nên mua về. Ba ăn đi ba. Cô vô đây thôi sao? Anh đã nói là không còn đồng nào. Nè, có phải là anh giấu tiền không đó? Ngon quá, em ăn đi. Đáng nhì lắm. Ngon lắm đó ba. Ngon lắm luôn á. Không mua canh chả cá hả? Nè nè, chúng ta quay quần cùng nhau ăn cơm vậy, cậu thấy vui lắm đó. Chị đã kêu đừng nói tới thì chị không cho phép mà. Mẹ ơi, cậu có phải người dân đâu chứ. Mẹ đừng có ngược đãi cậu nữa. Cảm ơn con nha Gương, có mình con bên cậu. Sao con không đi học đi? Nếu như bây giờ con đã hài lòng với thành tích học tập của con rồi thì con đừng có tiếp tục học nữa. Nhìn chị con kìa, hả? Học đại học ra trường, lấy được tấm bằng rồi cũng không được tích sự gì hết. Nhìn cao quá cho nên bây giờ thất nghiệp rồi kìa. Không đậu vô đó cũng đâu phải là lỗi của chị con. Vì đám tang của ba nên mới không đậu. Mẹ nói chị thất nghiệp á hả? Mẹ mất chị quán xuyến hết mọi việc rồi nói vậy mà được sao? Im miệng đi. Con còn tâm trạng ngồi ăn nữa hả? Ôi, cái chị này. Ồ, nè, ai vậy? Đó cô rồi hả? Biết rồi. Ôi trời, cái ông này mất rồi còn gây phiền phức cho mình nữa. Chị à, chị, có chuyện không hay rồi. Lại là chuyện gì nữa? Bây giờ chị đi đăng ký từ chối quyền thừa kế đây. Chuyện từ chối quyền đó không đơn giản đâu. Không phải em nói chỉ cần đem đóng dấu thôi hay sao? Hả? Chị cứ nói là chị không chấp nhận quyền thừa kế món nợ này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy còn những tài sản mà anh rể đang đứng tên đó thì chị tính sao? Chị đang chờ bảo hiểm thanh toán tiền cho chị mà. Chị sẽ không nhận được đâu. Cái gì? Ôi trời, sao lại, sao chị lại không được nhận chứ? Số tiền đó là của chị mà. Chị với anh rể em sống chung 20 năm trời, cùng nhau tạo dựng cái đó còn gì. Số tiền này có liên quan gì tới món nợ hả? Do luật pháp ban hành như vậy mà. Luật nào viết ra cái đó?
Thật ra anh ta làm gì mà để nợ nần chồng chất tới như vậy không biết nữa. Thiệt tình. Rốt cuộc là nhà cửa của chúng ta, cửa hàng nè, hả, đều không cánh mà bay. Sau đó họ đuổi chúng ta ra khỏi đây hả? Nên em mới nói. Lúc trước em có nói em tính đầu tư khoảng 130 triệu để mở quán rượu. Lúc đó chị đưa nhà cho em đứng tên là được rồi. Như vậy không phải sẽ chuộc lại quán ăn được sao? Trời ơi, cái thằng đần độn này. Đừng có nói chuyện đó nữa. Có thiệt là bây giờ không còn cách nào lấy lại nhà với quán ăn hay không? Hết cách rồi. Không còn cách nào đâu. Vì nếu như không trả nợ cho người ta thì tài sản sẽ bị tịch thu thôi. Còn nếu như chị chịu đứng ra thanh toán số tiền này á, thì họ sẽ trả lại cho chị đó. Họ nói nếu chị nói không biết á và không chịu thanh toán nợ thì họ sẽ chuyển toàn bộ số nợ đó qua cho ô bơm và ga ương luôn đó. Chị cũng không muốn vậy đâu đúng không? Nhức đầu quá. Đầu của tôi. Đi ra ngoài đi. Chị cằn nhằn cũng không có tác dụng gì đâu chị à. Chị muốn sống yên ổn và buôn bán thì phải thanh toán số nợ đi ha. Đi ra ngoài mau lên. Em đi liền đi. Ôi trời ơi. Đầu của tôi. Thuốc nhức đầu đâu rồi? Aran à, thấy cách em nghe nhạc như vậy chắc là em buồn phiền lắm. Anh muốn được lòng tất cả mọi thứ cho em, nhưng mà không được gì hết. Anh xin lỗi em nha. Hãy nghỉ ngơi đi. Tôi hỏi người Trung Quốc của công ty phân phối đang ở phòng mấy gì? Dạ, vừa lúc nãy họ đã trả phòng và đi rồi anh. Hả? Giám đốc. Giám đốc ơi, giám đốc. Giám đốc ơi. Cậu kia đang làm cái gì vậy hả? Cậu muốn chết hả? Xin lỗi giám đốc. Cảm ơn giám đốc. Chỗ này là nơi bắt đầu làm rượu truyền thống của Bung Kim Tang chúng tôi. Độc đáo của rượu này là người ta tự tay ủ lên men từng bình rượu một. Chúng tôi dẫn ông đi tham quan nhà máy rượu kiểu mới. Ở đây ông có thể thấy công dụng của rượu đối với người uống rượu. Cho nên chúng tôi không sản xuất theo tính hiện đại hay là sản xuất ra rượu theo các tiêu chí thịnh hành. Thực ra thì tiêu chí lớn nhất mà chúng tôi hướng tới đó chính là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ông có thể nghe được mùi thơm của rượu thoát ra từ bình rượu có đúng không? Ở Hàn Quốc vốn có câu tục ngữ là chu chu ghét bang. Câu này có nghĩa là khi khách tới nhà thì chủ nhà sẽ mời rượu cho khách và khách sẽ mời cơm. Mỗi gia đình đều có cách ủ rượu gia truyền riêng mà họ tự hào đem ra để tiếp khách. Không nhà nào giống nhà nào cả. Bung Kim Tang của chúng tôi đã dành hết tâm huyết, lòng thành đối với khách, vô từng bình rượu một để đãi cho khách của mình. Vì rượu ngon để trước mặt cho nên là tôi hơi quá lời. Mời hai vị. Vừa nghe cậu ta giới thiệu càng làm cho vị rượu thêm ngon. Chúng ta gác chuyện hợp tác qua. Và bây giờ chúng ta cứ nghĩ cùng nhau uống vài ly rượu để thư giãn tinh thần đi.
cùng bạn hiền. Ngàn chén không sai. Ồ, sao cậu lại biết câu nói này? Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta ngồi uống rượu với nhau. Nhưng mà dường như chúng ta đã quên mất một điều rất quan trọng rồi. Rượu truyền thống đã gắn kết mối nhân duyên cho chúng ta. Tôi cũng nghĩ như cậu đó. Với hợp đồng 2 năm tình hữu nghị và sự tín nhiệm sẽ tăng thêm nữa. Tôi hy vọng là sau này chúng ta sẽ có thể tiếp tục ngồi lại với nhau và uống rượu ngàn chén nữa. Xin mời. Mình chỉ ngồi ở nhà đợi thôi sao? Sao mà đàn ông của cái nhà này luôn luôn vì người phụ nữ khác vậy chứ? Lúc nào cũng chỉ biết ra ngoài làm việc cho những người phụ nữ khác. Trời đất ơi là trời. Họ như một chú chó ngoan ngoãn nghe lời và đang bị người ta cầm sợi dây xích kéo đi vậy đó. Trời đất ơi. Con về nhà rồi đây. Nè, con về rồi à? Chuyện đó sao rồi? Con đã nghe Ara nói rồi đúng không? Chưa gì mẹ đã đi gặp Aran rồi sao? Sao? Bộ mẹ không được phép gặp cô ta hả? Đương nhiên mẹ phải gặp cô ta rồi. Chà, mẹ đã gây sức ép làm cho cô ta phải suy nghĩ. Thiếu vị phu nhân ở Gang Nam này xếp hàng dài, muốn còn làm con rể của họ mà đúng không? Sao mẹ lại nói những lời khó nghe với Aran nữa vậy? Ôi trời đất ơi, nói như vậy mà là khó nghe hả? Cô ta đâu có quan tâm tới con đâu. Nè, con nghĩ kỹ đi. Nếu cô ta thay đổi ý định thì con có làm được gì cô ta đâu. Cho nên bây giờ con chỉ việc chấm dứt đi và tìm người xứng tầm với con hơn, có hiểu không? Mẹ à, mẹ đừng có quan tâm tới chuyện đính hôn của con nữa có được không? Một mình con liệu sao mà được hả? Hai bên gia đình bề thế gặp nhau rồi bàn chuyện hôn sự, còn kêu mẹ đừng lo làm sao, hả? Aran kêu con nói những lời này với mẹ phải không? Không phải vậy đâu mẹ à. Không phải cái gì, rõ ràng mẹ cảm thấy như vậy mà. Nè, con đó, vì bảo vệ cô gái mà con thích và yêu thương mà bây giờ con đang cãi lại lời mẹ có phải vậy không? Con về phòng trước đây. Nè, con đứng lại đó cho mẹ. Nè con đứng lại đó. Con có nghe không hả? Ôi trời, nó dám xem thường lời nói của mẹ luôn vậy đó. Trời đất ơi, bất hạnh quá, bất hạnh quá. Nếu mà có thằng Út ở đây á thì nó đã an ủi cho mình vui rồi. Nó không có giống như Vancouver nhà hàng xóm. Đợi chút đã, mấy ngày trước mình có gọi điện mà sao Suho nó không bắt máy vậy? Tìm trẻ lại. Nếu như mà Baran ở trại một cô, thì sao tới giờ này nó vẫn chưa xuất hiện? Trưởng phòng An. Chào giám đốc. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu không phải lo lắng về bé Baran nhà tôi nữa đâu. Dạ, không có gì. Bé Baran cũng đâu xa lạ gì với tôi. À, tôi có ý kiến muốn nói. Sao chúng ta không dùng chiến lược tìm trẻ lạc của công ty để tìm ra Baran? Được đó, ý kiến hay lắm. Dạ. Nói nghe nè, tôi nghĩ là cô nên tận dụng cơ hội này làm cái cớ sau đó về quê nghỉ ngơi một tuần đi, ha. Nhưng mà nè, tôi không cần nói lại với giám đốc B cũng được hả? Sao cô không chịu nghe lời tôi nói vậy chứ? Tôi có quyền hơn chỗ của cô nữa, tôi là mẹ chồng mà. Đi đi cô đi đi, mau đi về quê đi ha. Tôi có lòng tốt sắp xếp cho kỳ nghỉ rồi. Cô làm ơn tiếp nhận lòng thành của tôi và bỏ cái bộ dạng đó qua một bên đi ha. Đi lẹ lên, tôi cho phép đi mà, đi đi. Trời ơi, đi vui vẻ nha, cẩn thận đó. Thiệt là, nếu muốn xây nhà thì phải bắt đầu từ cái cơ bản nhất chứ. Cô ta đi rồi thì giờ mình có thể thoải mái làm những chuyện mà mình muốn và không ai làm phiền mình hết. Đây. Ây trời ơi. Ơi vui quá đi, vui quá đi. Múc lên. Ngon quá, ngon quá. Đây, để đây. Bên này nữa. Ây trời ơi. Để coi coi.
Còn gì nữa ta? Ở đây, như vậy. Ôi trời, ôi, đau bụng dữ vậy trời, kỳ vậy ta. Ôi trời. Chị giúp việc. Giám đốc B, tôi có việc đi một chút. Chúc giám đốc ăn ngon miệng. Con dâu ơi. Con chào mẹ. Ý trời ơi, thấy con dâu mẹ ăn bữa tối ngon miệng quá trời ha. Nè, mấy món này là mẹ làm hết đó con. Mẹ còn nhớ ngày xưa đó, con thích ăn canh cá nên hôm nay mẹ nấu cho con đó, được không con? Món ăn có vừa miệng không? Hả? Mẹ đang làm cái gì vậy mẹ? Con đã nói bao nhiêu lần rồi sao mẹ không chịu hiểu chứ? Con với mẹ bây giờ không có quan hệ ràng buộc gì nữa. Mẹ đừng có làm phiền con nữa được không vậy? Trời, con vẫn còn giận mẹ hay sao vậy? Mẹ mau đi đi. Mẹ đi đi. Đi đi mà mẹ. Ôi, ai da. Ôi trời ơi, cái mông của tôi, trời đất ơi, đau quá đời. Trời ơi, trời, mẹ không đứng dậy nổi luôn nè. Trời ơi, mẹ sắp chết rồi đây. Trời đất ơi. Ôi nè. Ôi trời ơi, người ta nói nếu người lớn tuổi bị té chắc chắn sẽ chết. Ôi trời ơi, sắp chết ở nhà con dâu tôi rồi. Ôi trời ơi, tôi sắp chết rồi nè. Thưa bà, tôi giúp cái gọi hiện không liên lạc được. Chúng tôi sẽ chuyển lời nhắn tới hộp điện thoại. Tôi đây. Mẹ của anh bây giờ đang ở nhà tôi kia kìa. Anh tới dẫn mẹ anh về đi. Nè cô ạ. Đồ ăn vậy thì làm sao mà ăn? Ai lại đi ăn đồ ăn dư của người khác chứ? Nè anh ơi, làm gì có chuyện đó? Nè, nếu vậy thì cô ăn thử đi. Cô tưởng là tôi vu oan cho cô đó hả? Anh à. Anh ơi, anh đang làm cái gì vậy hả? Hồi nãy tôi đã thấy rồi. Giờ anh lại tiếp tục gây chuyện với mẹ của tôi hả? Anh dám khinh thường hai người phụ nữ bán quán hay sao? Hả? Con này, con nghĩ sao mà ăn nói với khách như vậy? Mau xin lỗi khách đi. Mẹ à. Mau xin lỗi khách đi. Mẹ. Ôi trời con này. Sao không xin lỗi khách? Xin lỗi quý khách. Con làm cái gì mà ầm lên trong quán vậy? Mẹ nè. Sao mà lại đối xử với con như vậy chứ? Mẹ ghét con lắm hay sao? Đúng rồi. Mẹ ghét con. Mẹ có biết là con đã cố gắng như thế nào để làm vừa ý của mẹ hay không? Con làm tốt mẹ vẫn chửi và ngược đãi, vẫn thiên vị cho Ga Ưn. Khi ba làm ăn thua lỗ, mẹ cũng đổ lỗi cho con. Trong nhà mỗi khi xảy ra chuyện gì, mẹ luôn đổ lỗi là tại đứa con không may này. Ba qua đời cũng là lỗi của con hay sao? Mẹ muốn con biến mất mẹ mới vui có phải không? Đúng rồi, con nói không sai. Con làm ơn đi, khuất mắt mẹ đi. Vậy thì con sẽ làm theo nguyện vọng của mẹ. Không phải làm theo nguyện vọng của mẹ. Con cứ sống theo cái cách mà con mong muốn từ trước tới bây giờ đi. Ôi trời ơi, nhìn kìa, nhìn nó kia kìa, cứng đầu y hệt ba nó. Ôi trời, sao nó để bụng mấy chuyện như vậy chứ? Rốt cuộc mình lại mang tiếng là người mẹ độc ác. Em làm gì mà đi đi về về hoài vậy? Ê, chị à, nè, chị có biết là vì chị mà em tốn biết bao nhiêu công sức không vậy? Cho nên, chị mới hỏi em đã tìm ra được người cho vay khoản nợ đó chưa? Ôi, ô bơm đâu rồi? Ai biết,
Mới vừa lúc nãy, nó cãi nhau với chị nên bỏ đi đâu mất rồi. Ôi, chị. Nè, chị đối xử tốt với Obom chút đi. Giờ anh rể, anh ấy cũng đã mất rồi. Con bé gần như gánh vác hết mọi chuyện ở trong nhà. Không phải chị đã quá đáng với con bé sao? Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra đứa trẻ vừa ngoan vừa biết lo cho gia đình vậy chứ? Người gánh vác gia đình là chị nè. Hả? Nó làm ra vẻ như nó đáng thương lắm vậy, làm như bất hạnh lắm. Kiếm đỏ con mắt cũng không có hả? Nó cũng là trưởng nữ của cái gia đình này mà. Chị không nhớ lúc anh rể bị phá sản thất nghiệp, nợ nần người ta ngập đầu hay sao? Con bé nó lấy tiền học phí đem trả lãi. Đó là lý do vì sao mà ngôi nhà chúng ta bây giờ đang ở vẫn còn đây nè. Chị à, chị nghĩ kỹ đi. Nếu như chị không trả được đồng nào cho người ta, thì số nợ ai sẽ là người đứng ra gánh đây? Nếu như chị đứng ra thanh toán số nợ này, thì chị có thể nhận được tiền bảo hiểm của anh rể. Họ nói nếu như chị không biết á và không chịu thanh toán số nợ, thì họ sẽ chuyển toàn bộ số nợ này qua cho Obom và Ga Ương của nhà mình đó. Ồ, phải rồi. Chúng ta có Obom nữa mà. Được rồi, giờ phải đặt chuyện này lên làm chuyện hàng đầu mới được. Tổng cộng tiền bạc nuôi con bé từ nhỏ tốn hết bao nhiêu đây? Ủa, chị đi đâu vậy? Sao còn đem theo hành lý nữa? Hay là chị bỏ nhà đi sao? Thực ra thì mẹ với chị đã cãi nhau. Lát nữa chị sẽ gọi cho em sao? Chị bị điên rồi hả? Em không bỏ đi thì thôi chứ sao chị đi? Chị có biết bỏ nhà đi là như thế nào không vậy hả chị? Chị bị làm sao vậy? Chuyện mẹ la mắng đâu phải mới mẻ gì đâu. Nghe giữ sức khỏe đó. Em là học thi cho tốt nha. Chị ơi, chị đừng có vậy mà chị. Ôi trời, không lẽ nó bỏ đi rồi sao? Mẹ ơi, con làm như mẹ điếc không bằng. Thật ra mẹ nói gì với chị Obom vậy hả? Chị dọn đồ ra khỏi nhà rồi kia kìa, con đã kêu mẹ đừng làm vậy mà. Dạ mẹ tính sao đây? Con nói gì? Nó bỏ nhà đi rồi con hả? Con không biết đâu, chị nói là sẽ không về nhà nữa. Không thể được. À, mà nè, chị con có nói đi đâu không? Con không biết. Luna，Luna，Luna，阿公，驸马，驸马，阿公，驸马，哎呀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 ，